câu nói là you never fully dress without the vương, có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có được một cái bộ trang phục hoàn hảo nếu mà bạn thiếu nước hoa. Thì qua cái câu đó cũng chứng minh được là nước hoa là một trong những thứ không thể thiếu, không những với chị em phụ nữ mà còn với các cánh mày râu rồi, đúng không ạ? Và em cũng cảm thấy là nếu như mà chúng ta sử dụng dòng nước hoa đẳng cấp thì bản thân mình cũng trở nên đẳng cấp và quyến rũ hơn rất là nhiều. Cảm ơn em. Và ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây để cùng chia sẻ niềm vui và chúc mừng với một chàng diễn viên rất là điển trai và đa tài, đó là diễn viên Minh Luân khi mà anh cho ra mắt dòng sản phẩm nước hoa độc quyền mang thương hiệu Charm Minh Luân. Vỗ tay lớn hơn không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến tham dự sự kiện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các đại biểu quan trọng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Sĩ Đạt, tổng giám đốc công ty Charm. Chúng ta cùng chào đón bà Nguyễn Thị Thu Hương, CEO công ty Charm Perfume. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Minh Hương, tổng giám đốc công ty cổ phần Charm Sài Gòn, trụ sở tại 213 đường 3 tháng 2, quận 10. Thưa quý vị và quý vị cũng biết rằng là Minh Luân là một diễn viên rất là đa tài và rất được những người đồng nghiệp yêu thương, yêu mến trong suốt 5 tháng vừa qua, đặc biệt là với các diễn viên, với những người đang hoạt động trong lĩnh vực bộ môn nghệ thuật thứ 7. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay thì có rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ đã đến đây để cùng chung vui và ủng hộ cho Minh Luân. Đầu tiên chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón nam danh ca Mạnh Quỳnh. Chào đón vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy. Chúng ta hãy cùng chào đón vợ chồng diễn viên Úc Thanh Vân và Trí Rường. Xin được chào đón nghệ sĩ hài Hữu Tín và cô gái Trúc Anh rất là thân thương của chúng ta. Hãy cùng chào đón diễn viên Cao Thái Hà. Chào đón ca sĩ Thiên Hương. Và một lần nữa thì chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón sự nồng nhiệt của tất cả quý vị đã có mặt trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, đúng không? Thưa quý vị, chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn một lần nữa đến công ty Charm Perfume, các anh chị em nghệ sĩ cùng phóng viên cơ quan báo đài dành thời gian quý báu tham dự sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, và không quên gửi lời chào mừng và cảm ơn tới quý công ty, quý khách hàng, quý nhà phân phối, các giám đốc khu vực của thương hiệu nước hoa Charm. Chúng ta cùng dành cho nhau một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho tất cả quý vị. Thì phát triển và khẳng định một thương hiệu của công ty Charm Đầu Phương với thời gian đầu thành lập thì gặp rất là nhiều những khó khăn và thử thách. Tuy nhiên thì bằng khát vọng là phấn đấu trở thành thương hiệu nước hoa số 1 tại Việt Nam cũng như là sánh ngang với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ thì chúng tôi đã có được những cái thành tựu nhất định ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nhắc đến sự hợp tác này thì con nghĩ rằng là mọi sự trong cuộc sống của chúng ta đều bắt đầu bởi chữ duyên, và chúng ta phải có nhân duyên thì chúng ta mới gặp nhau và hội ngộ được. Và thưa quý vị, xin được nhắc đến ba cột mốc rất quan trọng. Đầu tiên là năm 2017, khi mà diễn viên Minh Luân của chúng ta đã gặp gỡ với anh Võ Sĩ Đạt là tổng giám đốc của công ty Charm Perfume. Thì lúc đầu mối quan hệ này khởi đầu luôn luôn sẽ là sự kết nối giữa một doanh nghiệp, giữa một công ty, một doanh nhân và một người nghệ sĩ. Và lúc đó thì Minh Luân chỉ là một đại sứ thương hiệu, đại diện hình ảnh cho thương hiệu nước hoa Charm mà thôi. Và tiếp theo sau đó thì đến năm 2020 là cột mốc thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc tới. Đây là một cột mốc mà Minh Luân đã chính thức bắt tay vào công việc kinh doanh khi mà anh đã cùng với công ty Charm Perfume kinh doanh dòng sản phẩm nước hoa mang thương hiệu Charm. Và chỉ trong vòng 6 tháng thì đã cùng với công ty Charm Perfume mở 6 showroom từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến một chuỗi showroom từ Tiền Giang đến Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Phú Quốc, Kiên Giang. Và thưa quý vị, sau đó thì đến năm 2021 là năm nay thì đây là một cột mốc có thể nói là rất quan trọng và rất đáng nhớ đối với Minh Luân cũng như là đối với thương hiệu Charm, khi mà anh quyết định cho ra mắt 4 sản phẩm đầy tâm huyết của mình trong cái dòng sản phẩm độc quyền mang thương hiệu là Charm Minh Luân. Ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây để cùng chúc mừng và chia sẻ niềm vui với anh, cũng như là chúc mừng cho một cái tình bạn mà chúng tôi gọi là tình bạn tâm giao giữa diễn viên Minh Luân và anh Võ Sĩ Đạt là tổng giám đốc của công ty Charm Perfume. Và thưa quý vị, ngay bây giờ để có
mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để xem một đoạn ngắn về quá trình hợp tác giữa Trang Hồi Phương và diễn viên Minh Luân trong suốt thời gian vừa qua. Xin mời. Đầu tiên chị đứng đây, bởi vì cái duyên năm 2017 đến nay nó đã là 4 năm rồi. Và từ cái ngày đầu tiên gặp anh Võ Sĩ Đạt, gặp trong một cái buổi ra mắt chiếu phim mình như là của Lý Hải sao đó, thì lúc đó là Minh Luân và Võ Sĩ Đạt mới giao lưu số điện thoại với nhau, rồi anh em mới mời Minh Luân về để đại diện thương hiệu Trang. Thì đi từ Nam ra Bắc hình như là mấy năm trời, là mở rất nhiều showroom rồi. Nhưng mà tự nhiên Minh Luân thấy cái nước hoa Trang, cái gì nó cũng cảm thấy cho mình lôi cuốn, mình bị tò mò về cái dòng nước hoa này. Mãi đến năm 2020 thì Minh Luân mới bắt đầu là cộng tác với Võ Sĩ Đạt, và phu nhân là chị Thu Hường. Nhờ cái sự tư vấn, nhờ cái sự chia sẻ những cái thành công trước đó của Trang mà Minh Luân mới mạnh dạn và đầu tư cho đến ngày hôm nay. Phải nói là khi mà đi đến từng nơi như vậy á, thì mình nhìn những cái ánh mắt, nhìn những cái showroom nó càng ngày nó càng mọc lên và nó càng ngày càng sang khang trang hơn, và người tiêu dùng thì càng ngày càng tin tưởng cái dòng nước hoa Trang hơn. Thì lúc đó Minh Luân mới tìm hiểu sâu hơn nữa một cái dòng nước hoa mà được nhập khẩu nguyên liệu từ Pháp và đóng chai chiếu xuất ở Việt Nam. Chính vì vậy mà có một cái giá thành nó rất là rẻ, nó rất là dễ tiếp cận. Bên cạnh đó là cái mùi hương đó, thì thậm chí là đến bây giờ thì Minh Luân nói là không cần phải bàn về cái chất lượng của nó, thì Minh Luân cảm thấy rất là tin tưởng và rất là tự tin để mà có thể giới thiệu đến tất cả những khán giả của mình cũng như là những người tiêu dùng. Thì mãi đến năm 2020 thì trực tiếp làm việc với nhà máy, và Minh Luân trực tiếp xuống nhà máy để gặp trực tiếp anh Võ Sĩ Đạt và cũng như là xem những cái quy mô, những cái quy trình sản xuất như thế nào, thì Minh Luân mới quyết tâm đó là cùng nhau để cộng tác, hợp tác là mình sẽ làm việc trực tiếp với nhà máy để cho ra những cái dòng sản phẩm mà chất lượng hơn, cũng như là mình sẽ cho ra đời nhiều cái trụ sở offline hơn. Là cái mục tiêu năm nay của Minh Luân là sẽ phủ sóng hết tất cả các tỉnh của miền Tây. Hiện tại bây giờ thì những cái vị trí đẹp, những cái vị trí mà ở các tỉnh thì Minh Luân đã làm việc rồi, và hy vọng là những cái tháng sắp tới đây thì sẽ khai trương. Mỗi một tháng sẽ là khai trương một cái. Đó là một cái mong muốn của Minh Luân. Đó là những cái mà mình ấp ủ trong năm 2021 này, hy vọng là sẽ được như mình mong muốn. Và xin cảm ơn vợ chồng của anh Võ Sĩ Đạt, Nguyễn Thị Thu Hường đã gắn kết, đã giúp đỡ, đã chia sẻ và cũng như là đã dẫn dắt Minh Luân để tiến xa hơn trên con đường phát triển Trang. Và xin cảm ơn một lần nữa tất cả sự hiện diện của quý vị đã đến đây để ủng hộ cho Minh Luân trong cái buổi ra mắt 4 sản phẩm này. Hy vọng là 4 sản phẩm này sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng để Minh Luân càng tiến xa hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn những lời chia sẻ đến từ anh Minh Luân ạ. Và Minh Luân cũng xin được tri ân những anh chị celeb, những anh chị đồng nghiệp đã đến đây ủng hộ Minh Luân. Xin mời các anh chị cũng như là vợ chồng Võ Sĩ Đạt, mời vợ chồng Chí Rùa, Ốc Thanh Vân, bạn Tính, Tức Anh. Này là mời anh Minh Luân, chị Phi Nhung lên sân khấu để Minh Luân có những cái bó hoa tươi thắm để gửi được tri ân anh chị. Xin mời anh Đức Thịnh, chị Thanh Quý, mời anh Cao Thái Hà. Dạ, anh xin mời anh Nguyễn Gia Thạnh, tổng giám đốc công ty Nhịp Cầu Địa Ốc lên sân khấu để Minh Luân gửi những bó hoa để tặng cho anh ạ. Xin mời cục khách Thi Hương. Vâng, xin mời các anh chị nghệ sĩ ạ, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để cùng chung vui chúc mừng cho Minh Luân cũng như nhận hoa và quà của ban tổ chức thay cho lời cảm ơn sâu sắc của chúng tôi gửi tới các anh chị. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người rất là bận rộn với công việc nhưng mà đã dành thời gian quý báu tham dự sự kiện đặc biệt ngày hôm nay và cùng chia sẻ niềm vui này với Minh Luân, đó là một điều vô cùng đáng quý. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị.
quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là với một chàng trai rất là điển trai và đa tài như Minh Luân đã có rất là nhiều năm gắn bó với nghệ thuật và đã được công chúng, khán giả yêu mến ở trên truyền hình cũng như trên các sân khấu, trong các bộ phim thì thực sự là đã rất thành công rồi đúng không ạ? Tuy nhiên là đến với con đường kinh doanh thì có thể nói rằng là anh là một người khá là mới mẻ, mới bắt tay vào kinh doanh trong vài năm trở lại đây thôi. Nên là rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ, yêu thương của tất cả mọi người để giúp cho anh sẽ có sự tự tin hơn, động lực để anh có thể phát triển hơn trên con đường mà anh đã chọn tiếp theo, tiếp nối với sự nghiệp diễn viên của mình. Và mong rằng anh sẽ là một doanh nhân thành công và với cái việc kinh doanh thương hiệu nước hoa với sản phẩm độc quyền. Nghĩ rằng là tất cả quý vị ở đây ngày hôm nay đang rất nóng lòng chờ đợi để chúng ta được chào đón sự ra mắt của 4 sản phẩm rất đặc biệt, rất sexy và quyến rũ, phải không ạ? Trong dòng sản phẩm nước hoa độc quyền mang thương hiệu Charm Minh Luân. Và thưa quý vị, nghe Charm Honor ấn tượng và dữ dội như một cơn nước hoa mới đầu với mùi hương tươi mới của những cánh hoa nhài sa mát và trái thơm ngọt ngào của Offset. Quyền thiên mô tả hình ảnh một cô gái trẻ trung, khi nằm vào sâu trong thì càng thể hiện sự quyến rũ ngọt ngào. Charm Honor tôn vinh vẻ trong trắng ngây thơ được biểu hiện bởi nước tươi hoài hoãn của hoa nhài. Ngay sau đó là vị nồng nàn của hoa mộc mẫn ngọc tại Pháp, thay vào đó là nét ngây thơ của hoa mộc. Hoa mộc kết hợp với hoa hồi trắng Ấn Độ lúc này trở thành trái tim của mùi hương, sự lôi cuốn gợi cảm, đồng thời quyến rũ khó cưỡng tới tận hương thơm của cổ tiếp tục và hồ khách huyền thảo tiếp tới một tổng thể mùi hương khó kiểm soát và ấm mạnh dài dài. Là mọi người sẽ có những cái sở thích, có những cái yêu quý một cái từng mùi hương khác nhau. Còn đối với Minh Luân và Thiên Hương thì có lẽ là Hương Hương dùng mùi nào cũng thích. Cho nên là cũng không cần thử đúng không? Hiện tại bây giờ thì hãy để cái sự cảm nhận này cho tất cả các quý vị có mặt trong buổi gặp mặt đó ngày hôm nay, để quý vị có thể cảm nhận rõ hơn về từng mùi cũng như là từng cái hương vị sẽ khác nhau, từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Thì nhưng mà cũng nhân đây là Minh Luân cũng xin được gửi thông báo đến tất cả các
hợp lý, rất là tốt để cho tất cả các nhà phân phối cũng như là các quận sẽ có tiền giấy với nhà tiếp cận hơn và có những chính sách hết sức là ưu ái trong ngày hôm nay. Mình rất mong là sẽ